Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì em vừa bóc thùng, nó là cái con súp mà TVK18 anh em nhé. Đấy, TVK18S. Một con súp hơi bát 50, hàng nhập khẩu nguyên con của lưới cao cổ tích. Đây là những hàng mới em bóc thùng bóc hộp đây anh em để thấy. Súp nó bo 8 góc anh em nhé. Súp bo 8 góc luôn, rất là dày với những lớp súp này. Chống sốc rồi chống va đập cho anh em rất là tốt. Với những mẫu súp này nó đã đóng rất là cẩn thận cho anh em. Hàng nhập khẩu nguyên con. Thì với mẫu súp này thì ngày hôm nay em có test và gửi cho một bác khách ở trong Bình Thuận. Thì bác không muốn nêu tên nên nhưng mà em vẫn làm một cái video và để gửi hàng thì để giới thiệu luôn tới tất cả anh em về mẫu súp này. Hiện tại thì mẫu súp này thì em cũng đã vừa có hàng về tiếp theo anh em nhé, những lô hàng mới tiếp theo về. Chiếc súp này bên em hiện tại đang bán và giới thiệu tới tất cả anh em là 8 triệu đồng trên một chiếc và 16 triệu đồng trên một cặp anh em nhé. Với những mẫu này thì đánh tiếng súp rất mạnh, uy lực và tiếng súp xuống sâu, chắc gọn cho anh em. Với những mẫu súp này anh em chơi rất là sướng luôn anh em nhé. Tiếng súp đánh mạnh, uy lực xuống sâu. Sâu sao thì giải tần nó xuống được tới 28 Hz anh em nhé. 28 Hz, tiếng súp đánh rất mạnh luôn cho anh em. Về tổng quan thiết kế bên ngoài thì như anh em đã quá quen thuộc rồi, đúng không ạ? Lớp sơn nhựa sần cho anh em, sơn nhựa sần rất đẹp. Đấy, anh em nhìn những lớp sơn này, đấy, rất là mê luôn anh em nhé. Rất là mê với lớp sơn. Chân cắm cọc này của nó thì bên dưới đều có gen xoáy anh em nhé. Anh em có thể dễ dàng bắt với các chân loa gen xoáy thì nó không bị tình trạng gọi là nghiêng, đúng không ạ? Nhớ anh em chỉ lấy cái chân không, nó không có gen xoáy ấy, anh em đặt thì nó sẽ hay bị nghiêng về một bên, đúng không ạ? Những cặp loa full của anh em trồng lên thì nó không được thẳng, nhìn nó không được đẹp. Thì với những mẫu này anh em đã có gen xoáy để anh em đặt lên rồi. Đấy, rất đơn giản anh em và nó rất là cẩn thận, trau chuốt từng chút một tới tất cả anh em để anh em có thể sử dụng thì nó sẽ ngon. Đấy. Sử dụng bên trong là từ 220 của 100 anh em nhé. Ê căng thì làm bên trong thành thùng như này và thùng thì nó rất là dày anh em nhé, rất là dày. Ốc thì bắt chìm vào trong cái thùng như này. Đấy, nhìn thấy cái độ thẩm mỹ, nhìn cái nét đẹp của nó đã được trau chuốt cho anh em rồi. Đấy. Đấy, nó rất là mạnh luôn. Ê căng rất là dày, rất là chắc chắn cho anh em nhé. Đấy, rất chắc chắn. Đây anh em nhìn tổng quan về mẫu súp này khi mà đặt trong phòng karaoke gia đình của anh em thì nhìn nó mướt mát luôn anh em nhé, mướt mát đẹp luôn, phê luôn cho anh em. Không có gì để bàn cãi cả. Anh em sử dụng ra ngoài trời thì với con này thì nó có thể lắp bánh xe kia. Đây cái mẫu đằng sau là cái mẫu TVK15 này, 18S này. Lắp được bánh xe anh em dễ dàng di chuyển vận chuyển anh em nhá. Vận chuyển di chuyển đi lại anh em có thể sử dụng rất là dễ thôi, đúng không ạ? Không còn phải bê vác gì cả, đặt xuống là anh em chơi thôi. Anh em nhìn tổng quan thì mẫu súp này nó quá nét luôn cho anh em, đúng không ạ? Hai bên thì mỗi bên nó có một tay xách. Và con này nó thuộc dạng súp mặt chứ không phải súp hầm đâu anh em nhá. Súp mặt, đây em đang test đây. TVK18S này, 8 ohm 800.600, giải tần từ 28 đến 350 Hz anh em nhá. Thì tiếng súp nó rất là mạnh và xuống sâu. Đấy, khẳng định anh em luôn. Đánh những mẫu này thì nó rất là phê rồi, không có gì để bàn cãi anh em nhá. Rất phê luôn. Đấy. Nếu anh em mà muốn nhỏ hơn chút thì có mẫu súp 40 kia. Đây là cái con TVK15S là 40, bên cạnh là con 50 anh em nhá. Về kích thước của nó thì chiều ngang này thì nó sẽ là 55 anh em nhé. Chiều ngang sẽ là 55. Chiều sâu này sẽ là 70. Sâu từ mặt trước tới mặt sau là 70. Còn cao thì sẽ là 60 cm anh em nhé. Ngang 55, cao 60 và sâu sẽ là 70 cm cho anh em. Đấy. Nói luôn cả kích thước để cho anh em thể đo đạc những cái chỗ để trong phòng karaoke gia đình của anh em. Làm sao nó vừa là hợp lý, đúng không ạ? Đấy, vừa vặn hợp lý cho anh em có thể lựa chọn. Đấy, nhìn nó đẹp luôn, đúng không anh em? Đấy. Hàng nhập nguyên con, bát mạnh, tiếng hay, uy lực. Đấy. Đánh rất phê luôn anh em nhé. Đánh rất phê luôn. Mẫu súp này anh em cần phải công suất tầm 1.000 đến 1.200W trở lên một kênh 8 ohm. Thì anh em chơi con này thì nó mới ngon được nhá. Còn mấy dòng 800W một kênh thì không thể nào chơi được đâu. Đánh nó không ra được hết chất anh em nhé. Để anh em thể lựa chọn tham khảo. Ok, test nhanh thôi. Cái dòng này thì cứ test đánh lên tiếng là nó ra tiếng được là bình thường thôi. Vã căng lên chút là ổn áp và gửi hàng đóng hàng cho anh em thôi. Cảm ơn bác khách đã đặt hàng cái con súp 50 TVK18S này. Bây giờ sẽ gói hàng và gửi hàng cho bác khách thôi. Ok, chào anh em và hẹn anh em các clip vào sau. Có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ anh em nhá. 8 triệu đồng trên một chiếc. Ok anh em.